Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay lại với kênh Ichimoku Club với anh chị. Có một phiên giao dịch khá là sôi động đúng không anh chị? Thị trường tăng lên giảm xuống khá là sôi động. Hôm nay nó có những cái vấn đề chính mình muốn cập nhật quý anh chị nhà đầu tư nha. Anh chị nào mà đang xem cái video này nhớ like cho mình một like và thả cho mình một cái quả tim dưới cái phần bình luận bên dưới nha anh chị. Rất mong được sự ủng hộ và đồng hành quý anh chị nhà đầu tư nha. Anh chị nào mở tài khoản tham gia vào những cái dòng khách hàng nhớ liên hệ trực tiếp với mình theo số điện thoại phía dưới màn hình nha anh chị. Mình sẽ hỗ trợ tư vấn đồng hành quý anh chị nhà đầu tư trong cái giai đoạn sắp tới anh chị. Ok mọi người nha. Nhớ like và thả tim cho mình nha anh chị. Ok, không làm mất thời gian của anh chị nhà đầu tư nữa, thì anh chị thấy là khối ngoại người ta có xu hướng là người ta mua cân lại VOATC phiên giao dịch hôm nay. Người ta cân đối lại quỹ anh chị, người ta cơ cấu lại quỹ đúng không? Nó có cơ cấu lại. Thành ra là anh chị thấy là mua khá là mạnh, nó kéo điểm số thị trường nha. Trong khi đó là mua một số mạng cổ phiếu lớn làm cho thị trường của mình nó cân lại. Nó đang bán ròng ra nhưng mà sau này cái ví dụ như về tới cuối phiên nó bắt đầu nó cân lại. Cơ cấu quỹ thành ra nó làm cho cái điểm số thị trường mình neo cái giá tương đối cao, tương đối đẹp, thì đó là một trong những cái tín hiệu tốt. Anh chị nhìn vô thì thấy cái tín hiệu là khối ngoại nhưng mà anh chị không biết là tại sao nó mua lại. Thì hôm nay như là nó cân đối lại ngày 28 ấy này, nó sẽ mua trước nha anh chị. Nó tại vì ngày hôm trước mình có đọc và mình thấy là ngày 28 tháng 2 thì nó cân lại, cơ cấu lại cuối tháng nữa, không, cuối tháng 2 nữa, thành ra nó cân lại. Ok, thì về cái dao động của thị trường thì cái tín hiệu bắt đáy thì bắt đầu nó sẽ có tầm vài phiên tới nha anh chị, nó sẽ xuất hiện lên vài phiên tới nữa, nó sẽ bắt đáy nha anh chị nhà đầu tư, bắt đáy về cái mặt ngắn hạn là 1-2 nhịp gì đó để đủ T cộng để cho anh chị nhà đầu tư giao dịch á. Thì mình nghĩ là đâu đó là tầm 1-2 phiên nữa thì bắt đầu cái tín hiệu này sẽ rõ ràng hơn, nhưng mà nó phải hợp lý thì mình mới vào nha anh chị. Thì ở đây anh chị thấy là hai cái nến đỏ đi kèm với nhau, nếu như mà tiếp tục nó hồi lên anh chị thì không có điểm mua, không có điểm mua nha anh chị. Thường là anh chị nhà đầu tư chú ý cho mình nha anh chị, sau những cái cú mà nó sẽ đạp rất thấp xuống sau đó nó sẽ hồi trở lại thì cái nhịp bắt vô chỗ này nó mới đủ T cộng nha anh chị. Ví dụ như ngày mai ngày mốt gì đó nó lên sình ở đây và nó có một cái phiên đạp mạnh xuống vài chục điểm vậy đó, nó đạp mất luôn cái khu vực là 1000 điểm luôn, sau đó nó có một cái pha rút lại thì cái bắt cái rút đó anh chị mới có ăn. Còn nếu như mà anh chị bắt những cái pha như thế này thì chắc chắn anh chị nhà đầu tư sẽ bị cào cái tài khoản, cưa bị chém cái tài khoản của anh chị nhà đầu tư chém. Ví dụ như thị trường hồi nhưng mà tài khoản của mình nó vẫn nát, chém nát tương cái tài khoản của anh chị nhà đầu tư, gọi là bò tùm xẻo đó anh chị. Thì cái quan trọng nhất là mình phải chờ cái tín hiệu lên. Thì chiều hôm nay thì có anh hỏi mình là bây giờ là nhỏ lẻ người ta đâu có cầm cái lượng khối lượng margin nhiều nữa đâu mà vọt sale được. Anh chị không hiểu được gì cái mức giá, cái tầng giá lúc nào nó cũng có cái khối lượng vọt, cái khối lượng là margin nhất nha anh chị. Ngay cả những chủ tịch người ta cũng cầm cố những cái mã cổ phiếu đó. Ví dụ như người ta cầm giá 10 mà nó xuống sâu quá, nó xuống giá 8 thì bắt đầu người ta sẽ bị phọt sale anh chị. Thì ngay cả những chủ tịch, những cái doanh nghiệp hoặc là những nhà đầu tư lớn anh chị, họ có khối lượng lớn mà họ đầu tư về mặt dài hạn lâu á, họ cầm cái cổ phiếu đó, họ lấy tiền họ làm cái công việc khác. Thì nó giống như câu chuyện ở trong giai đoạn này, khi nó ép hết sức rồi anh chị, nó phải rủ bớt nhà đầu tư. Ví dụ phiên sáng nay khi nó hồi lại thì mình nói rồi, hồi lại thì anh chị nhà đầu tư canh xem xét coi hạ đi chứ đừng có để. Tại vì anh chị biết là khi nó hồi lại như thế này, đa số nhà đầu tư họ sẽ mang hàng họ bán, và nó sẽ rất khó để mà có thể nó mua hoặc là nó kéo lên lại được. Thì thành ra thường nó sẽ có những cú đạp. Ví dụ như chỗ này anh chị thấy đi ngang 1-2-3 phiên bắt đầu nó đạp xuống cái bài nó rút trở lại không? Thì bắt đầu nó mới tạo đáy được chỗ này nè anh chị thấy. Anh chị thấy không? Hoặc là những cái pha mà tạo đáy này nó đạp thẳng xuống phía dưới này bắt đầu nó rút nến lên thì lúc đó mới được. Còn ở đây thì phải đạp xuống để cho nhà đầu tư cắt lỗ, chịu hết nổi cắt lỗ đã thì nó mới hồi lên được nha anh chị. Thì ở đây mai mốt nó có tín hiệu thì mình sẽ thông báo, còn nếu như không có tín hiệu tiếp tục chờ đối thị trường nha anh chị. Còn bây giờ anh chị mua vô chứ chắc anh chị đầu tư đã có lãi đâu, nó không có cái biên độ dao động lớn để mình kiếm lực lợi nhuận ở trong cái thời điểm này, thì thành ra mình cũng đang đứng ngoài nha anh chị. Còn lại thì trong giai đoạn sắp tới nếu nó xuất hiện lên cái tín hiệu đó thì có thể tham gia vào 30%. Thì cái tỷ lệ tham gia vào thì mình sẽ thông báo cho anh chị nhà đầu tư sau, cái số lượng cổ phiếu tỷ lệ tham gia vào mình sẽ nhắn cho anh chị nhà đầu tư sau nha anh chị. Còn lại thì không thì chú ý cẩn thận nha. Ok mọi người. Nên thành ra là anh chị chờ cái tín hiệu này nữa. Ở đây nó có một cái thông tin thanh tra việc thoái vốn nhà nước tại tổng công ty đầu tư phát triển Đích. Càng đấy. Cẩn thận nha. Ok mọi người. Ok mọi người chú ý nha anh chị, trong giai đoạn sắp tới mình nói chuyện nhà đầu tư là nhiều tiền. Ai nói gì thì kệ người ta anh chị, ai nói gì thì kệ người ta. Anh em mình chỉ có tập trung vào cái điều đó thôi. Anh chị nào tin tưởng mình, đồng hành cùng với mình livestream tên lúc nào cũng trên TikTok cả ngày vậy anh chị. Anh chị cần gì lên đó hỏi nha anh chị.
và anh chị tích lũy cho mình. Đây là một cái trận đánh lớn anh chị, một cái trận mà gọi là trận xích bích để mà anh chị nhà đầu tư có thể là bình ho, anh chị có thể là chia thiên hạ với người khác. Chứ còn bây giờ anh chị đánh rẹo ra anh chị chết, nó cưa anh chị xuống dưới là anh chị chết luôn. Bây giờ là mình thấy được cái rủi ro, mình thông báo cho quý anh chị nhà đầu tư anh chị cẩn thận. Còn lại thì anh chị cứ dồn tiền đi, mình phải đánh một cái trận gì đó nó để đời lại, chứ không phải là đánh một cái trận bình thường nha anh chị. Anh chị cứ để lại đi, tích lũy không, thì cái ước mơ của mình lên triệu đô hoặc là vài triệu đô thì nó mới có được. Chứ còn bây giờ mình cứ đánh những cái trận rẻo rẻo như thế này, mai mốt mình chết trước cái cửa thiên đàng luôn. Cái đó là một cái mình nói cho anh chị nhà đầu tư. Anh chị có giao dịch thì kệ, mình không có quan tâm nha anh chị. Mình không quan tâm tới vấn đề giao dịch của anh chị nhà đầu tư. Nhưng đến cái điểm giá mà mình hô anh chị nhà đầu tư thì anh chị phải bắt buộc phải có tiền cho mình nha anh chị. Bắt buộc phải có tiền cho mình nha. Trong giai đoạn sắp tới sẽ rất nha anh chị. Rất nhiều cái vấn đề trong giai đoạn sắp tới để mà cập nhật cũng như chia sẻ cho quý anh chị nhà đầu tư nha anh chị. Ok, theo dõi mình nha. Mọi người mở tài khoản giao dịch tham gia vào những cái dòng khách hàng liên hệ với mình nha. Mình nhận cơ cấu lại những cái tài khoản cho anh chị nhà đầu tư trong giai đoạn sắp tới nha anh chị. Cơ cấu lại để mà chuẩn bị cho một cái giai đoạn mới của thị trường. Cố gắng kiên nhẫn, kiên định, không? Bình tĩnh, kiên định. Nếu mà thay giờ thời gian này mình có nhiều thời gian quá thì anh chị có thể tìm tới những cuốn sách để anh chị đọc để mà nâng cao kiến thức cũng như là học tập, ví dụ học hỏi, học phân tích kỹ thuật rồi nè. Anh chị nhà đầu tư có dành nhiều thời gian để mình nâng cấp mình lên đi. Sau đó là chuẩn bị cho mình là cái vấn đề là một cái trận đánh lớn nha anh chị. Không? Chia thiên hạ nha anh chị. Chia thiên hạ. Ok mọi người, chúc mọi người giao dịch thành công và gặt hái thật nhiều may mắn trong giai đoạn sắp tới nha anh chị. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Anh chị nhớ bấm like cho mình nha anh chị.